mới có 11% nhà chung cư thuộc diện nguy hiểm được cải tạo xây dựng lại. Theo báo cáo của các địa phương, tính đến hết tháng 11 năm 2022, cả nước có 5.857 chung cư, trong đó có 3.082 nhà chung cư được xây dựng trước năm 1994, 2.775 nhà chung cư được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1994 đến nay. Trong số này, chỉ có 49% xác định được niên hạn sử dụng. Trong số gần 2.900 chung cư xác định được thời hạn sử dụng như đã nói ở trên, 780 chung cư đã hết niên hạn sử dụng, 69 chung cư sẽ hết niên hạn vào năm 2025 và 64 chung cư khác sẽ hết niên hạn vào năm 2030. Báo cáo giám sát cho biết nhiều chung cư tuy đã hết niên hạn nhưng qua kiểm định vẫn có thể sử dụng an toàn. Báo cáo của Bộ Xây dựng và các địa phương cho thấy hiện nay có 366 nhà chung cư thuộc diện cải tạo xây dựng lại, trong đó nhà chung cư đã hoàn thành việc cải tạo xây dựng lại là 42 nhà chung cư, chiếm 11%, và nhà chung cư đang thực hiện việc cải tạo xây dựng lại từ ngày 1 tháng 7 năm 2015 đến ngày 30 tháng 11 năm 2022, 69 nhà chung cư, chiếm 19%.